Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Và mình là GA Game đây. Hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với loạn chiến mobile. Và hôm nay thì mình sẽ xem lại một trận đấu rất là hay của mình ở mùa trước. Và mình sẽ bình luận về trận đấu này cho mọi người xem. Và trận đấu này sẽ là trận đấu về vị tướng Dương Tiễn nha mọi người. Và kèo đối đầu ngày hôm nay thì sẽ đối đầu với một con Siren và một con Mercury. Hai con late game, hai con này là hai con tướng đầu game slow bone chất. Nó rất là mạnh luôn. Và cái chất tướng của con Mercury thì anh em biết rồi, một con cái chất tướng có thể nói là cướp rừng rất là mạnh luôn. Không ai có thể cướp rừng lại được nó, và pha này thì biết ngay như sách giáo khoa luôn. Những cái thằng chơi Mercury rất hay cướp rừng anh em ạ. Và pha này thì sẽ căn chơi một và lao vào nhưng mà không cướp được con bùa anh em ạ. Và cướp trong sự muốn cướp lại con bùa trong sự vô vọng và còn mất cả cái mạng nữa ạ. Feed blow cho con Mercury rồi. Thật sự pha đó Dương Tiễn căn chơi một nó khá là chuẩn nhưng mà vẫn không thể cướp được con bùa anh em ạ. Có nhiều bạn sẽ cho rằng là pha đó là mình là Dương Tiễn hơi ngu. Nhưng mà thực ra thì nếu anh em đọc bộ kỹ năng của Dương Tiễn thì anh em thể thấy là thì anh em mới có thể phát hiện ra cái chiêu một của Dương Tiễn nó gây ra cái hiệu ứng câm lặng, và khi tướng địch nó bị câm lặng ấy thì nó sẽ không thể dùng chiêu được. Như con Mercury nó bị câm lặng nó sẽ không dùng được chiêu 2 ấy. Nhưng pha đó không ngờ đến là vẫn còn có Siren cho nên là không thể gỡ lại được con bùa. Và khi mà bị mất bùa lại còn mất mạng nữa thì cái trạng thái hiện tại đang khá là cay, mà chắc chắn là cay rồi mà. Và đang nhặt nhạnh lại từng con bùa một. Và ở tuyến dưới kia thì rồi luôn Mercury nó ăn được mạng rồi. Và chắc có lẽ là nó sẽ ăn được mạng tiếp theo thôi. Và nó lại còn cái nó di chuyển cả anh ạ. Rất là khiêu khích luôn ạ. Nó khiêu khích, nó ăn được bùa rồi, nó còn ăn được cả mạng. Bây giờ nó đang là 3-0 rồi. Rồi luôn, bây giờ nó còn đi khiêu khích luôn ạ. Rất là khó chịu, rất là cay cú nữa. Và gần như là bất lực, không thể làm gì được con Mercury này luôn. Có những bạn nhiều trận các bạn gặp con Mercury ấy, và các bạn không biết cách khắc chế nó và dẫn đến việc là bất lực nhìn nó lấy đi ván đấu. Con Mercury là một chất tướng rất là mạnh đầu game. Và để ăn được nó thì chắc chắn là phải đợi, phải kéo lết rồi. Đó là cách duy nhất có thể ăn được một con Mercury khi mà nó quá xanh ở giai đoạn đầu trận đấu. Rồi luôn nó lại ăn thêm mạng nữa rồi. Cây đây hiện tại của nó là 52 rồi. Quá là xanh rồi, ăn 5 mạng giai đoạn đầu game như thế này. Bây giờ mới chỉ là phút thứ 2 mà thôi, chưa đến phút thứ 3 mà nó ăn được tận 5 mạng rồi. Nhưng mà tem mình hôm nay có bạn Lin Lin đánh, tem trận này có Lin Lin đánh rất là hay nhá, 3-1 rồi. Lin Lin có vẻ là có thể sẽ cứu được ván đấu này. Dương Tiễn của mình có cái con ngựa đó, con ngựa cấp 3, cấp 4 ấy, rất là đẹp luôn. Và Dương Tiễn này, Dương Tiễn trang phục mặc định thôi anh em ạ. Rồi đâu cần gặp con Mercury này. Mercury nó rất là trâu luôn ạ. Và thôi chết rồi. Và nằm xuống mạng thứ 2 rồi, 0-2 rồi. Thật sự là bây giờ rất là phế rồi. 1k8 tiền trong khi con Mercury là 3k8 tiền, nó hơn tận 2k tiền. Và trên cái level thì chắc chắn là có rồi, nó đang level 5, còn mình level 4. Cái trận đấu này thì ở mùa trước nha mọi người, ở mùa 28 ấy, còn bây giờ bước sang mùa 29 rồi. Bây giờ thì mình mới có cơ hội để xem lại trận đấu này và bình luận cho mọi người xem nhá. Ok, Linin hay quá nhỉ. Rồi con Mercury nó lại cướp được bùa rồi. Và gần như là từ đầu trận đấu đến bây giờ thì Dương Tiễn thì chưa ăn được một con bùa nào. Chưa thể ăn được một con bùa nào luôn. Toàn phải đi nhặt nhạnh từng con quái rừng một để có thể là farm. Rồi nó còn nhây nhây kìa, rất là khó chịu luôn ạ. Nó chọc tức, thật sự rất là tức luôn. Kể có búp bất tử từ Chernoria, con đấy tên là Chironit thì phải. Bây giờ mới lên xong cái giày và một món hút máu thôi. Chưa lên được cái gì cả, trong khi con Mercury nó sắp lên xong cái hút máu phép rồi. 0-2, Mercury thì 5-2, chênh lệch hoàn toàn luôn. Và đặc biệt là cái con Siren nữa mọi. Một thế lực nữa đó chính là con Siren. Rất là khó chịu luôn. Hai cái bộ đôi Siren và Mercury là hai con tướng có thể slow bone ván đấu rất là nhanh luôn. Và pha này đặt cái chiêu 1 về hướng để chạy nha mọi người. Đặt chiêu 1 trước farm lính, sau đó dùng chiêu 1 lần 2 để chạy. Rất là thông minh mà. Có nhiều pha anh em đang đập trụ đúng không? Anh em ném cho mình cái chiêu 1 về cái hướng
cái hướng chạy ấy mọi người, cái hướng để chạy, và khi hết lính bấm chưa một anh em có thể là thoát khỏi cái phạm vi trụ luôn, không cần mất công. Ok đây rồi, có mạng đầu tiên rồi, có mạng đầu tiên rồi. Bây giờ thì đã gỡ lại một chút vàng rồi anh em ạ, 3k9 vàng. Vẫn thua khoảng 2k vàng so với Mercury. Còn xin tem địch là không phải là Mercury là người xanh nhất, Siren mới là người xanh nhất bên tem địch nha mọi người. Siren và Mercury, hai con tướng Slowbone ván đấu rất là khủng khiếp. Ok. Còn về late game thì tem địch cũng không phải là yếu. Late game con rớt rất là mạnh nha mọi người. Late game là con rớt là một thế lực luôn đấy mọi người. Rồi con Mercury nó quá trâu luôn, gần như nó không mất chút máu nào luôn, hút được hai người và kích hoạt giáp ảo và tăng đam. Và gần như là không thể hạ được một tướng nào luôn, thậm chí bây giờ là còn đang phải chạy. Bởi vì chênh lệch level cũng như là chênh lệch lượng vàng hai bên nó quá là cao rồi. Vàng bên kia là 33k, vàng cả team mình là 27k. Chênh lệch khá là không ổn cho lắm thôi. Chênh lệch tận 8k vàng, gần 10k vàng rồi đấy. Bây giờ mới lên xong cái tốc thương thôi, chưa lên được một món nào to cả. Mercury thì nó cũng, nó đang lên kháng phép rồi, nó đang để ý đến Lenin rồi. Trời ơi, con Mercury đầu game nó trâu lắm anh em ạ. Lao vào búp giáp ảo tăng đam luôn. Nhưng gần như là tầm này là Dương Tiễn không thể đủ đam để ăn một con tướng nào luôn. May ra thì có thể ăn được cái con Paula của Idol Tuyên Lát thì có thể ăn được đấy mọi người. Còn những phần còn lại gần như là không thể bắt được ai. Lý Nguyên Bá thì nó gõ cho bể đầu luôn. Chú ý là khi mà đối đầu với con Mercury ấy, trong giao tranh ấy, thì tránh xa nó nha mọi người. Càng đứng tụ gần đông đông vào với nhau thì Mercury nó càng hút máu khỏe nha mọi người. Đây là một sai lầm của nhiều bạn khi mà đối đầu với con Mercury. Cứ nghĩ là cứ đông càng đông thì rồi chết rồi. Con rớt này nó có bùa đam và con rớt này đang khá là xanh. Một con rớt 3-1 và nó có ló lên gậy như ý đầu tiên. Nó lên gậy như ý là món trang bị cao đầu tiên, một cái trang bị lớn đầu tiên nó lên, đó chính là cái gậy như ý. Bảo sao nó gõ đau như thế. Trời ơi, con Mercury kìa, rồi luôn. Lenin đã làm rồi. Và mạng suất đao dành cho Tuyên Nát. Quá là khó chịu luôn ạ. Một con rớt nó đã lên xong cái gậy như ý thì làm gì có con nào đỡ được đâu. Bây giờ nó gõ đứa nào cũng chết thôi. Và rút kinh nghiệm, và đã giúp có rút kinh nghiệm từ Dương Tiễn rồi. Không dám lên cao luôn. Nhìn thấy rất là chui rồi, nhìn thấy rất là chạy rồi. Nó gõ cho đúng có mấy cái nữa mà nó lửa cây rồi, lại còn dính thêm của Idol Tuyên Lát nữa. Giờ mới lên xong một trang bị to, một cái trang bị song kiếm, một trang bị 4 sao thôi, không phải là một trang bị quá là đặc biệt. Nhưng mà đây là một trang bị khá là ngon khi mà anh em đang phế. Lối lên đồ của Dương Tiễn hôm nay thì sẽ là một lối lên đồ như thường lệ nha mọi người. Đây rồi, hút được 3 người. Rồi luôn. Có hai mạng. Một vụt chết hai người và bây giờ đang quay lại để bắt con Mercury. Rồi Mercury nó quá là trâu luôn, không thể bắt được mà. Rồi, tầm này con Mercury nó vẫn khá là trâu mọi người, không thể bắt được. Cái pha vừa xong là hút được tận 3 người thì phải thì mới có đam mọi người ạ. Thật sự bây giờ là Dương Tiễn nó vẫn khá là phế, nó mới lên được cái song kiếm thôi. Nó không hề có một chút đam nào. Nhưng mà khi mà nó hút được tầm 2-3 người thì nó mới bắt đầu có đam. Đây là một chất tướng khá là kỳ lạ mọi người ạ. 1v1 thì chưa chắc đã ăn được đâu. Nhưng mà 1v3 thì nó lại ăn được. Khá là vô lý. 1v3 thì nó lại có đam. Còn 1v1 nó lại không có đam mấy. Nó không thể vụt được. Okay, đây là một con tướng nó khá là kỳ lạ mọi người ạ. Một con tướng có khả năng solo. Có khả năng solo khá là kém với khả năng giao tranh. Cái trong một pha giao tranh thì chỉ cần anh em hút một pha đẹp thôi là anh em có thể là thắng giao tranh rồi. Và đặc biệt hôm nay thì trận đấu ngày hôm nay thì có Lin-Lin, một yếu tố rất là quan trọng trong trận đấu. Một yếu tố dùng để khắc chế con Mercury. Cho những em chưa biết thì chiêu cuối của Lin-Lin khi mà nó được cường hóa lên ý, thì nó sẽ gây hiệu ứng giảm hút máu ở đây rồi một pha đẹp nữa. Một pha hút rất là đẹp luôn. Nhưng mà giết được có hai người hút được. Pha đấy hình như là hút được 5 người mọi người ạ. Nhưng mà sao chỉ vụt được có 3 thằng, chỉ giết được có 2 người thôi. Và một đứa thì được bom hạ lốt rồi. Một pha hút quá là đẹp luôn. Và như anh em thể thấy là chỉ cần một pha hút đẹp thôi là thế trận nó bắt đầu quay trở lại với team mình rồi.
Mặc dù bây giờ mới chỉ có 9 phút thôi, chưa phải là một thế trận quá là đẹp cho team mình đâu, chưa phải là giai đoạn cuối cuối trận đâu. Về lết thì team mình sẽ mạnh. Ok, Lin đã đủ 40% giảm mỗi chiêu nhá. Ok, nói lại về cái chiêu cuối của con Lin, khi mà nó cường hóa lên ý thì nó sẽ gây hiệu ứng giảm hồi máu cho kẻ địch bị dính chiêu. Và cái điều này nó sẽ khiến cho con Mercury bị giảm, nó sẽ khiến cho con Mercury yếu đi khá là nhiều khi mà bị giảm khả năng hồi phục. Bởi vì điểm mạnh của con Mercury là khả năng hồi phục mà mọi người. Khi mà nó hút máu nó sẽ rất là trâu luôn. Ôi rồi ơi, hút được, ôi sao hút được có một thằng thế này. Bật cả phản đòn đến rồi. Rồi pha này thì chắc là liệm rồi. Đối đầu với một con rớt thì khá là khó có thể là solo lại nó đâu. Rớt nó rất là mạnh. Với như anh em thấy thì nó đã lên xong gậy như ý rồi, để ăn được nó khá là khó. Và chiêu cuối của Lin còn có thể gây ra lộ tầm nhìn cho những kẻ địch bị tàng hình nhé mọi người. Khắc chế luôn cả Paula luôn, khắc chế luôn cả Mercury luôn. Một con đây là mấu chốt ở trong trận đấu rồi đấy mọi người ạ. Một yếu tố quan trọng trong team. Bây giờ thì Dương Tiễn đã lên xong cái phản đòn rồi. Đáng nhẽ ra thì sau cái song kiếm thì sẽ phải lên cái huyết đao. Nhưng mà trận này nó phế cho nên phải lên cái phản đòn. Nha mọi người. Rồi bây giờ bắt rớt này, bật luôn cả phản đòn, bật luôn cả khiên lên để đầu tư để bắt con rớt này luôn. Cái đáng nhẽ là phải lên huyết đao nhưng mà phế cho nên phải lên phản đòn, phải lên cái phản đòn nha mọi người. Cái huyết đao thì giá nó rất là đắt. Còn cái phản đòn thì nó là trang bị 5 sao nhưng mà giá nó lại rất là rẻ so với những trang bị 5 sao khác. Mà đặc biệt khi mà lên xong cái phản đòn thì anh em sẽ có khả năng phản sát thương rất là ngon. Khi mà đối đầu với con rớt hay là con Lý Nguyên Bá, hai con tướng đam to như thế này và cả Siren nữa, đều là những cái con tướng sốc đam rất là mạnh. Và khi anh em lên phản đòn anh em sẽ khắc chế những con tướng có khả năng sốc đam như thế này. Đam to như này, đam càng to càng chết. Ok, và kết hợp với cái lượng giáp ảo của anh em thì anh em sẽ có thể kết hợp với phản đòn rất là tốt. Pha này sẽ teleport xuống đây để giao tranh nha mọi người. Đây rồi, pha này hút được hai người. Ok, kích hoạt giáp ảo lên, bật cả phản đòn lên. Siren bị phản đòn chết nha mọi người. Pha này là Siren bị phản đòn chết nha mọi người. Ok, khỏe chưa? Anh em thấy con Siren nó bị phản chết chưa anh em ơi? Rất là phù hợp, một trang bị rất là phù hợp luôn. Khi mà đối đầu với một con rớt, mấy cái con tướng sốc sát thương khỏe như thế kia thì phải lên phản đòn nha mọi người. Trang bị phản sát thương ở trong loạn chiến mobile thì nó có thể phản cả sát thương phép lẫn sát thương vật lý. Cho nên là mấy bọn pháp sư thì vẫn có thể bị phản như bình thường nhá. Đam càng to càng chết đấy. Còn trang bị mấy cái trang bị phản sát thương ở bên các game khác thì mình không biết, nhưng mà trang bị phản đòn ở bên loạn chiến là phản được tất cả các loại sát thương. Và cái sát thương phản lại cho tướng địch là sát thương thuần nha mọi người. Như ở bên Liên Quân hay là Liên Minh ấy, phát cái sát thương phản lại nó là sát thương phép. Đây rồi, pha này lại giao tranh đi rồi. Pha này thì hút được có một người thôi. Và bật giáp ảo rồi, bật cả phản đòn lên luôn rồi. Ủa thôi, pha này thì hút không được nhiều người cho nên là cái phản đòn nó hơi bị lỗ một chút. Pha này thì chắc chắn là phải chạy rồi, không thể ăn lại được. À, cái chiêu cuối hồi sinh của con Chironit ấy thì nếu mà khi anh em không chết ấy thì nó sẽ hồi máu nha mọi người. Quay trở lại farm thôi. Ok nha. Và sau khi lên xong cái phản đòn thì sẽ quay trở lại lên huyết đao thôi. Ở đây là một tên lính khá là to này. Farm xong tên này được khá là nhiều vàng. Và bây giờ đang lên cái linh thạch kia rồi. Có trang bị miễn khống chế rồi. Món cuối thì sẽ là cái ma chảo nha mọi người. Đúng theo cái build đồ mạnh nhất của con Dương Tiễn luôn. Cái build đồ này thì mình cũng làm khá là nhiều clip về cái build đồ này cho con Dương Tiễn ở trong kênh của mình á. Anh em thể lên mà tìm kiếm mà xem nha mọi người. Và bây giờ thì mình khá là xanh trở lại rồi. Mình 74 rồi. Mình đang gỡ lại trận đấu ấy rồi. Ok, bây giờ Mercury không có tuổi với tôi nhá. Bây giờ nó đang biến thành dạng lỏng thì tránh xa nó ra. Và khi nó hết chiêu thì bắt đầu quay trở lại đuổi nó. Ok, Zaka, có Zaka rồi. Bạn thỏ, bạn ăn Zaka từ lúc nào ấy? Ồ, anh rớt à? Sai lầm của rớt rồi. Hút được 4 người. Và anh em thấy cái lượng lớp giáp ảo của tôi kìa. Ô nhưng mà thôi. Ồ, giáp ảo rất là dày nhưng mà sát thương nó nhiều quá. Sát thương từ tận 4 thành viên nó dồn vào thì cái lớp giáp ảo dày nó cũng không là cái gì cả. Bật cả phản đòn lên rồi nhưng mà vẫn không thể làm gì được.
Cả team mình giết được có mỗi con Paula thôi. Idol tuyến nát đấy mọi người ạ. Mercury muốn bắt Lin Lin à. Tầm này bắt Lin Lin hơi khó nha. Lin Lin nó khá là xanh rồi đấy. Rồi con thỏ nó giết lốt đi. Cho con thỏ nó thịt lốt đi. Ok thỏ thịt lốt rồi. Tầm này thì cũng sắp full đồ rồi. Mình 20k vàng. Bây giờ thì mình còn hơn cả vàng của Mercury rồi. Hơn Mercury 3k vàng nha mọi người. Còn so với rớt thì mình có vẻ là vẫn thua rớt vàng. Bên team địch thì rớt là người đang là người xanh nhất đó mọi người. Siren ban đầu xanh nhất, bây giờ thì vàng cũng không bằng được mình nha mọi người. Đầu game nhịn nhục chết hai mạng, chết 0-2. Bây giờ thì bây giờ chính là cái thời điểm mà chúng ta quật khởi thôi. Cá nhân mình thấy mình thấy cái skin mặc định của con Dương Tiễn đánh vẫn là sướng nhất nha mọi người. Những cái cú đánh thường nó vụt rất là mượt luôn. Ăn rồng để lấy vàng cho team nha mọi người. Vàng tuy là mạng team mình hơn nhưng mà vàng hai bên cũng không chênh lệch nhiều lắm. Cho nên là chúng ta vẫn phải nhắm vào những cái mục tiêu lớn khi mà có thể kiểm soát được. Ok. Có rồng nha. Cái huyết đao nó là một trang bị cộng rất là nhiều công vật lý. Và bộ chiêu thức của Dương Tiễn thì cái chiêu búp giáp ảo ấy thì nó sẽ dựa trên cái lượng công vật lý của anh em. Công vật lý của anh em càng cao thì giáp ảo sẽ càng dày. Và nếu như sử dụng cái chiêu búp giáp ảo trúng nhiều tướng địch thì cái số giáp ảo đó sẽ được cấp số nhân lên. Nó sẽ nhân lên lượng giáp ảo rất là dày. Như cái pha mà mình hút được 5 người ấy, mọi người. Anh em thể thấy là cái lớp giáp ảo nó rất là dày luôn. Nhưng mà vẫn chết. Khá là nhục ạ. Pha giao tranh rớt đã bay vào rồi. Bây giờ thì mình sẽ bay vào thôi, hút được 3 người. Bật cả khiên, bật cả phản đòn lên. Hút được 3 người rồi. Paula tàng hình thì vụt vào lính. Paula tàng hình thì vụt vào lính. Cái con Dương Tiễn này nó rất là hay nha mọi người. Khi mà anh em vụt vào lính nó tỏa sát thương ra, nó sẽ dính được những kẻ địch tàng hình nha mọi người. Rất là thông minh luôn. Bây giờ đang cay, rất là cay. Bây giờ đang khịa lại thằng Mercury. Bây giờ đọ độ trâu với tao. Thằng Mercury là đầu game mà nó rất là, nó kệ chất tướng. Chất tướng con Mercury đầu game quá là trâu mà. Còn chất tướng của Dương Tiễn thì nó lại mạnh về giai đoạn late game. Nó lại không mạnh về giai đoạn đầu game. Hai con tướng nó khá là trái ngược. Một con thì mạnh về đầu game, một con mạnh về late game. Về late game thì Mercury không ăn được Dương Tiễn nha mọi người. Và ok, video của mình đến đây xin được tạm dừng tại đây nha. Và hẹn gặp lại mọi người ở những clip sau. Và đừng quên cho mình xin một nút like và đăng ký kênh. Bật chuông thông báo để ủng hộ mình nhá. Còn giờ thì tạm biệt mọi người. Và Dương Tiễn sẽ là MVP. Lin Lin xứng đáng được MVP nha mọi người.